Nếu ở nhà vệ sinh của chúng ta nằm cạnh tài vị hoặc là đặt các đồ linh tinh trên tài vị thì sẽ làm ô uế cái vị trí này, khiến cho tài vận bị suy giảm. Và ngoài ra thì tài vị cũng không nên bị góc nhọn xung xạ để mà tránh ảnh hưởng đến tài vận. Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của công ty cổ phần thiết kế phong thủy Phùng Gia. Thưa các bạn thì trong toàn bộ ngôi nhà của chúng ta, có lẽ cái phòng khách thì thường được coi trọng hơn hết vì nó thể hiện cái bộ mặt cũng như là cái vị thế của chủ nhà. Đương nhiên rồi, vào trong một cái căn nhà có một phòng khách bề thế và được bày trí đẹp, bao giờ chúng ta cũng rất là tự hào khi mà chúng ta dẫn những cái quý nhân, dẫn những cái mối quan hệ của chúng ta về, đúng không ạ? À, tuy nhiên tôi thấy rằng là các cái gia đình thường cố trang hoàng bày biện phòng khách của mình sao cho nó đẹp mắt, sang trọng nhất có thể mà quên mất cái, một cái yếu tố rất là quan trọng trong phong thủy. Và theo đó thì nếu biết cách kích hoạt đúng vị trí tài vị ở trong phòng khách, gia đình các bạn sẽ trở nên ngày càng hưng vượng, tấn tài, tấn lộc. Và đây cũng là một trong những cái nội dung tôi rất là thường làm và là đó là một trong những cái đặc trưng của phong thủy phùng gia khi mà thực hiện những cái công trình những cái công năng phong thủy cũng như là kích hoạt các cái cung vị khi mà làm các cái tư vấn về phong thủy vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức đó trong cái video này khi mà bài trí vị trí tài vị thì chúng ta cần phải chú ý tới những điều gì đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng cái vị trí tốt nhất của tài vị chính là cái phương vị mà cái góc chéo khi mà đi vào cửa phòng khách và nó sẽ cụ thể như sau nếu mà ngôi nhà của bạn ấy cái cửa mở ra ở bên trái thì tài vị nó sẽ là góc chéo ở bên tay phải. Còn nếu ngôi nhà mà mở cửa bên tay phải thì vị trí tài vị nó sẽ nằm trên cái góc chéo bên trái. Rồi tới là nếu ngôi nhà của chúng ta mở cửa ở chính giữa thì vị trí tài vị nằm trên góc chéo ở cả hai bên trái và phải. Có nghĩa là cửa mở ở chính giữa, ấy, mở sang hai bên này thì tài vị nó sẽ nằm theo cả hai bên trái và phải. Chính vì vậy nên các bạn phải chú ý là hai bên cái góc của của cái phòng khách ấy, chúng ta không được để những cái vật nó quá uh, cũ kỹ những vật nó xấu xí hay là chúng ta thậm chí có những nhà nó khuyết luôn cả cái góc đó thì các bạn phải đặc biệt chú ý cái điều này và ngoài ra chúng ta phải chú ý những cái điều như sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều chúng ta cần phải chú ý trong cái vị trí tài vị này đầu tiên là kiêng kỵ là vị trí tài vị không có chỗ dựa chúng ta phải biết rằng tốt nhất rằng phía sau vị trí tài vị thì phải có hai mặt tường kiên cố điều này nó tượng trưng cho cái chỗ dựa uh, không có nỗi lo về sau như vậy mới có thể là tàng phong tụ khí. Còn ngược lại nếu mà phía sau tài vị là cửa sổ kính trong suốt thì không những mà khó tụ lộc mà còn dễ lọt khí, nó sẽ là tạo ra những cái lo lắng, tạo ra những cái bất an ở trong nhà mà các bạn sẽ thấy là nó không biết nguyên nhân từ đâu. Cái việc mà cửa kính trong suốt này thì chúng ta có thể dán một cái lớp kính mờ, nó cao khoảng tầm 40, nó cao chính xác là 43 phân từ dưới mặt kính trở lên. Chính xác 43 phân Tại sao lại 43 phân thì nó liên quan tới kiến thức về lỗ ban. Tôi sẽ không giải thích để cho nó à, các bạn đỡ bị à, dối. À, tiếp theo nữa là chúng ta phải chú ý đến điều là cái vị trí tài vị phải bằng phẳng. Thì cái vị trí tài vị ấy thì chú ý rằng không nên để cái lối đi hoặc là được không được mở cửa ở đó. Và trên cái vị trí tài vị này cũng không nên có cửa sổ. Khi mà chúng ta mở cửa phổ ở trên cái vị trí tài vị thì sẽ dẫn đến là tài khí trong nhà sẽ dễ có xu hướng có xu hướng bị thất thoát một phần qua cái vị trí tài vị đó. Còn nếu ở vị trí đó mà chúng ta có cửa sổ thì chúng ta có thể hóa giải bằng cách là treo rèm để mà che hoặc là đóng bớt cái cửa sổ lại. Ở bên cạnh đó thì tài vị cũng cần tránh nơi có cột và những cái chỗ mà lõm vào. Nếu nơi này mà nó trùng với ở cái lối đi thì phải đặt thêm cái bình phong nữa. Tại vì cái bình phong đó nó sẽ giảm được một phần cái trực khí nó sát vào. Như vậy thì chúng ta có thể vừa tránh được cái sự xuyên thấu cũng có thể là hình thành thêm một vị trí tài vị nó tốt hơn. Và tiếp theo, cái điều phải chú ý thứ uh, thứ ba là tài vị thì kỵ là bị lộn xộn hay là bị chấn động, xáo động. Nếu mà tài vị nó bị chấn động, bị xáo động thì trong thời gian dài rất mà khó được giữ tài chính. Vì thế nên là các đồ vật ở trên tài vị phải ngăn nắp gọn gàng, đồng thời cũng phải tránh đặt những cái đồ dùng thường tạo ra rung động như là đài, tivi và à, lò vi sóng này hay là những cái máy giặt thì nó sẽ rất là không tốt cho cái vị trí tài vị mà vốn cần cái sự tĩnh lặng để mà nó tàng phong tụ khí. Và tiếp theo điều thứ tư là tài vị thì kỵ bị ô nhiễm và bị sung chiếu. Tôi đã nói trên rồi là tài vị luôn phải được giữ sạch sẽ. Nếu mà nhà vệ sinh của chúng ta nằm cạnh tài vị hoặc là đặt các đồ linh tinh trên tài vị thì sẽ làm ô uế cái vị trí này, khiến cho tài vận bị suy giảm. Và ngoài ra thì tài vị cũng không nên bị góc nhọn xung xạ để mà tránh ảnh hưởng đến tài vận. Và thứ năm là tài vị thì tránh bị chèn ép. Tài vị bị chèn ép thì sẽ chặn đứng tài lộc. Nếu mà đặt những cái vật nặng như là tủ quần áo, tủ sách hoặc là tủ tường lên tài vị thì sẽ khiến cho tài vị phải chịu những cái là cái đè nén này, nó sẽ gây lên những cái thoái lộc, thoát lộc. Và còn một điều lưu ý nữa là cái vị trí tài khí thì cần phải tránh những cái dầm ngang những cái dầm xà ngang những cái dầm xà ngang nó vắt qua cái vị trí tài khí ở hai bên ấy, thì nó đều tạo nên những cái cách cục nó làm cho cái tài vận của chúng ta bị đè nén và điều thứ 6 là tài vị thì nên sáng không nên tối tài vị sáng thì ngôi nhà của chúng ta sẽ ngập tràn những cái sinh khí vì thế nên nếu tài vị mà có ánh nắng mặt trời hoặc là ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ tạo ra một cái sinh khí nó rất là tốt nó sẽ vượng cho cái vị trí tài khí này còn nếu mà tài khí mà suốt ngày cứ à, vừa tối vừa ẩm thì nó sẽ gây lên những cái âm khí và nó sẽ hao tốn đi cái sinh khí của toàn bộ căn nhà của chúng ta cái trường hợp này thì nếu như chúng ta à, muốn hóa giải thì chúng ta sẽ phải là đặt cái đèn đặt một cái đèn mà cái đèn nó có cái màu nó màu vàng ấy đừng đặt những cái đèn màu trắng Đèn màu trắng thì nó sẽ gây đến cái cảm giác nó lạnh lẽo Và nó sẽ không có kích hoạt được cái vị trí tài khí này lên Và tiếp theo nữa là cái vị trí tài khí ấy, Thì chúng ta nên đặt những cái vật mà vật phẩm phong thủy Nó mang lại những cái cát tường, mang ý nghĩa là cát tường Vì là vị trí tài khí là nơi mà tụ vượng khí Nên nếu chúng ta đặt những cái vật chiêu tài có ngụ ý là cát tường Như là à, tam phúc tinh chẳng hạn tam phúc tinh có nghĩa là cái tượng bộ tượng tam đa đấy phúc lộc thọ đấy hoặc là chúng ta đặt những cái uh, thần tài này hoặc là võ thần tài này hay chúng ta đặt những cái tượng uh, đặt ban thần tài cũng được đặt ban thần tài ở đây cũng sẽ rất là tốt ngoài ra thì uh, có một cái điều mà chúng ta phải uh, lưu ý rằng mặc dù đây là vị trí tài vị nhưng mà chúng ta không được đặt kết sắt nếu như chúng ta đặt kết sắt ở đây thì chúng ta phải đặt những cái vật chiêu tài vì kết sắt là nơi tụ lộc chứ không phải là nơi uh, chiêu lộc. Kết sắt là để giữ tài chứ kết sắt không phải là để mà chiêu tài. Nên là uh, một số những cái uh, một số những bạn mà mới nghiên cứu về phong thủy ấy, thì luôn áp dụng một cách máy móc như vậy nó dẫn tới là cái phong thủy nó không ứng nghiệm rồi gia chủ lại không hiểu uh, nguyên nhân vì sao. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý phần này nhé Rồi đến phần tiếp theo, cái lưu ý thứ uh, thứ 8 là tài vị thì kỵ thủy Mặc dù ở trong phong thủy thì thủy sinh tài và mà cái phép dùng nước để mà chiêu tài rất là phổ biến Nhưng riêng cái vị trí tài khí này thì là sẽ phải kỵ nước có nghĩa là kỵ thủy Nên là chúng ta sẽ không đặt những cái chậu cây cảnh này rồi thủy sinh này hay bể cá này Hay là những cái tiểu cảnh mà có nước hay là những cái phong thủy luân để mà đặt vào trong những cái vị trí tài vị này Và đặc biệt có một số cái vị trí tài vị nó lại còn để cả bể phốt có một số nhà thì thiết kế cả cái bể phốt ở cái vị trí tài vị này thì tôi nói với các bạn rằng đó là một cái điều đại kỵ. Bể phốt này hay nhà vệ sinh này là cực kỳ đại kỵ. Và nhẹ hơn thì là bể nước. Bể nước thì cũng không không mang lại những cái cát lợi khi mà chúng ta muốn kích hoạt cái vị trí tài khí này. Tại vì sao? Tài khí tôi đã nói với các bạn rằng là phải tĩnh. Còn nước thì luôn tượng trưng cho động chính vì vậy nên nước mới là điều mang lại cái sự kích hoạt mang lại cái náo nhiệt đúng không à, chiêu tài thì chúng ta muốn có tài lộc thì bao giờ cũng phải náo nhiệt buôn bán mà mua bay bán đắt mà thì lúc nào cũng phải náo động náo nhiệt nên nước sẽ là điều nước sẽ là một cái yếu tố để mà chiêu tài nhưng cái vị trí này chữ vị trí này thì lại cần tụ khí nên chúng ta không được để nước ở đây và cái điều cuối cùng đó là cái cách để chúng ta kích hoạt cái vị trí này lên một trong những cái phương pháp mà tôi rất là thích dùng đó là dùng cây cảnh. Tài vị chúng ta nên đặt những cái loại cây mà nó nó rậm rạp, lá to, nó nhiều sức sống và những cái loại mà nó liên tục nó sinh trưởng liên tục nó nó trổ cành nó đâm hoa ấy, thì nó sẽ giúp cho cái tài khí nhà chúng ta liên tục hưng vượng và vận khí càng ngày nó càng tốt lên. Xét theo những cái tiêu chí như vậy thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta dễ chúng ta có thể đặt cái cây là hoàng kim cát này hay là cái cây kim tiền này hoặc là có một cái loại cây mà tôi rất thích, tôi rất thích loại cây này đó là cây thiết mộc lan. Cây thiết mộc lan là một loại cây rất đặc biệt. Cây thiết mộc lan thì thường ra hoa vào mỗi một mùa tết. Nhưng mà thiết mộc lan lại có một cái điều rất là lạ, tôi thấy rất là lạ và nó đã rất ứng nghiệm với nhà tôi là những năm nào mà chúng ta gặp cát lợi, chúng ta mà uh, gặp hanh thông thì trước cái tết đó kiểu gì cây hoa nó cũng sẽ nở hoa. Còn nếu như cái năm mà chúng ta không có cái năm mà chúng ta gặp uh, cái bất chắc hay là gặp những cái điều chẳng lành ấy, thì cây hoa đó nó không chủ hoa tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao và tôi đã hỏi rất nhiều rất nhiều chuyên gia rồi họ cũng không lý giải được và sau này khi mà tôi lớn lên tôi thích cái cây hoa từ lúc tôi còn nhỏ cơ và khi tôi lớn lên ấy thì tôi thấy rằng là cái cây hoa này uh, tôi để ý là khi mà nhà tôi có một biến động gì đó thì cứ buổi đề buổi uh, trước tết đó thì nó không chủ hoa còn khi mà nhà gặp nhiều những cái chuyện chuyện hà vui gặp nhiều hình sự thì kiểu gì tết năm đó hoa nó nở rất là lớn và cái hoa Thiết mộc lan thì rất là đẹp đúng không nó rủ trắng xuống và nó thơm nó rất là thơm và đấy là những cái ký ức tuổi thơ của tôi cái cây mà cái cây mà thiết mộc lan đó nó gắn bó với tôi đến gần 10 năm nó gắn bó đến gần 10 năm cho đến năm 2005 thì tôi xây nhà tôi xây nhà thì tôi đã không biết là bỏ cái cây đó đi đâu vì cái thời điểm đó cũng chưa được uh, cũng chưa được nghiên cứu phong thủy chính phái nên là rất là tiếc đã bỏ mất cái cây đó rồi quay lại cái kiến thức của chúng ta thì chúng ta phải lưu ý là những cái cây mà chúng ta dùng bùn dùng đất để mà trồng thì chúng ta cũng uh, nên tránh dùng những loại cây bằng nước như ví dụ như một số loại cây như là cây thủy tiên cây thủy tiên mà mà trồng hoàn toàn trong nước ấy, thì cái vị trí tài vị này tôi đã nói là chúng ta kiêng thủy nên là chúng ta sẽ tránh những cái vị trí à tránh những cái loài cây mà à, sống à, theo kiểu là thủy sinh hoàn toàn bằng nước. Và đương nhiên rồi, những cái vị trí quan trọng của chúng ta thì càng không nên đặt những cái loại cây gai góc như là xương rồng này rồi là hoa hồng này hoặc là những cái loại cây mà nó có gai, những cái loại cây mà nó cứ à, uốn lượn loằng ngoằng nó giống như cây hoa giấy, Đó, những cái loại cây mà dây leo ấy, thì chúng ta cũng nên tránh nhá đó là tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cách uh, kích hoạt cung vị tài vị ở trong ngôi nhà của chúng ta và tiếp theo trên cái kênh Master Phùng Phương tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái kiến thức phong thủy chính phái để chúng ta có một ngôi nhà như ý và được uh, cuộc sống của chúng ta được thịnh vượng, cát lộc, hanh thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.